Bây giờ chú thì nói với con, chú xin lỗi con, xin lỗi cộng đồng mạng. Lời nói của chú ra vấn đề gì mà có vấn đề mà coi như nó không là coi như là tốt á, thì xin cộng đồng mạng với các giáo làm kinh thông cảm cho chú. Vì chú bức xúc qua nhiều khi lắm, lúc là cũng có một hai cái nói nó cũng không có đúng cái ý nghĩa, thành ra coi như là mời cộng đồng mạng là thông cảm. Chú coi cái clip này nè, cái clip mà coi như ông 74 á, Dạ. thì bây giờ ông 74 là chú dừng lại đi, bây giờ chú nói qua vấn đề của người nữ. Người nữ là coi như là mấy người kia thì chú không nói hết, mà chú biết là coi như là cái cô Hồng ở Bình Thuận đó. À, cô Hồng ở là Bình Thuận mà để vô kiếm cái ông 77 đó, từ ở ngoài Bình Thuận mà trở về tên đó là bắt đầu rồi, bả nói bả đi điên đi hôm này kia nọ vậy ha. Bây giờ tôi nhắn với cô, cái đầu não của cô bình tĩnh lại đi. Cô vừa rồi là vấn đề cô lên đó là ông 77 đó, cô cũng lên bờ xuống ruộng với ông 77 rồi, bây giờ cô nghe là cái ông là 74 này cứ như là giàu có gì mà nghe 30 triệu, bắt đầu cô từ Bình Thuận cô vô vô cô. Cái lời tôi nhắn là cô phải nghe cái lời của tôi mà mấy cháu phát ra, rồi cô phải nghe, cô tỉnh ngộ lại đi. Tôi làm tội nghiệp cho vấn đề người phụ nữ, người phụ nữ chung chứ không phải cái nhân mình cô. Bây giờ tôi biết là cô là tôi nói chuyện cô thôi, còn nói cái người phụ nữ không có ấy là tôi không nói chung vô đũa cả nắm, mà tôi nói ngay cô thôi. Cô phải tỉnh ngộ đi. Bây giờ nếu mà cô nói rằng cô có hai người con gái thì tôi mong cô là cô vô chuyến này có mình cô, à cô vô chuyến sau cô dắt đứa con gái cô vô nữa đi. Thì vô là coi như là cho cái ông 74 này nè, đó nếu mà coi như ổng có xài được cô thì xài, xài không được cô thì ổng xài qua con gái của cô, mà nếu ổng xài không được thì ổng gửi ở bên Campuchia, Lào là Thái Lan gì đó là ổng có tiền. Nó cô nhận tỉnh lại đi, bây giờ ổng làm gì một ngày mà được 30 triệu cô? Cái đầu của cô đâu, cái não của cô đâu mà cô nói là được 30 triệu cô bình thường cô ra vô trong này. Ví dụ cô có ngu đi nữa thì cũng còn con của cô chứ đâu phải là cái như không còn đâu. Cô có thực thức, cô có ăn học mà. Mà tại sao cái não của cô ở đâu đi? Cô vì tiền hay là cái gì tình? Hay là cô thấy bộ râu của ổng là kiểu như là cô mê bộ râu ổng? Mà trước khi cô vô cô cũng có nói bộ râu của ổng là cái tay của cái áo, cái quần của cô mặc quần xà lỏn, quần ngắn đó cô. Rồi cái áo ấy, là coi như là đừng có áo dài tay, áo ngắn tay á, chứ làm chi không? Rồi cô bắt tay ổng á, là coi như cho bộ râu ổng á, là coi như là để chà vô trong thân thể của cô á. À, tôi nói cho cô biết cái bộ râu của ổng á, chứ đừng, tôi nói đừng có nói lỗ mũi, bộ râu của ổng cà vô, bắt đầu là cô tự nhiên là coi như cô mến thương ổng à. Đó, cô lên á, là cô ngồi cô giải trình ra này kia nọ, là lúc nghèo lúc khổ này kia, nuôi con khôn lớn này kia nọ. Sao biết cô giải trình cái đó mà cô lớn rồi cô dạy con của cô mà cô không nghĩ ra cái bản thân của cô đó. Cái lời này là tôi chân thành, nó không phải là tôi ghét bỏ gì cô, nó mà đều là cô là dù gì đi nữa cũng có người ý thức, người ăn học rồi. Thay vì cái số tiền mà cô để ngoài Bình Thuận cô vô đó coi cái chỗ cô đó coi có người nào đi ăn xin đó, cô lấy số tiền ra cô cho người người cái người ăn xin đó là nó còn có cái ơn cái nghĩa, là có được cái phước đức ngày sau của con của cô, chứ để đồng tiền chi mà cô vô đây mấy trăm ngàn mà cứ như là cô đi vô ông 74 này, 74 này như vậy cô chắc ăn được không, cô lo được không, mà cô chắc chắn như là cô lấy được 30 triệu ông này không cô đó. Tôi nói là cái như cô phải nhận định cái đầu não của lại đi, nó tôi là người đàn ông mà tôi thấy là vấn đề bức xúc là ngay chỗ cô, còn bây giờ cái mấy chị rồi mấy cô là kia thì nó không có xúc phạm tôi không có nói tới đó. Rồi bây giờ qua vấn đề cô giáo ở Tiền Giang, dù gì đi nữa cô cũng có cái trình độ, vấn đề là kiểu như là làm giáo viên là bắt đầu cô có trình độ rồi đó. Cô đi á là cả như cô nó có hai đứa con, bây giờ cô đi cô mang là đứa con cô đi theo đi, cô đừng để nhà tội nghiệp cho nó. Cô đi của mình cô bây giờ con bỏ cô ở nhà tội nghiệp con nó lắm đó. Tôi là thằng viết chữ nè đó, thì cô ở là Tiền Giang, tôi ở Gò Công nè cô,
Thôi bây giờ là cô dạy cho tôi đi từng A, B, C gì đó là tôi không biết chữ. Đặng cho tôi cái khôn của tôi được một chút, bởi vì tôi thằng dốt mà, tôi nhờ cô thì dạy cho tôi. Đó. Chứ chi mà cô đi lên là cái như là kết nối với ông 74 cô. Cái nền văn hóa của cô đâu, giáo viên của cô đâu. Đó, lương nhà nước cũng cấp cho cô đầy đủ chứ đâu phải thiếu đủ gì đâu mà cô nói vậy. Đó, rồi cô nghe là vấn đề là cái mức đầu của cái ông 74 này không cô, bắt đầu là nghỉ hưu non. Đó, chưa ra ông nói cái nhỏ nhỏ cho cô, kề tai cho cô nói cái nhỏ nhỏ đó. Bạn cô về là cô rút cái thẻ bảo hiểm ra cái u non này để làm gì? Như vậy là ông 30 triệu mà kiểu cô rút cái thẻ bảo hiểm ra u non là cái đó là cô phải nhận định là cái tiếng nói của ông làm sao? Ông có lợi dụng cô không? Theo tôi nhận định người đàn ông là tôi lợi dụng đó đó. Mà tôi muốn ghẹo với cái người đó hoặc là kia nọ, tôi phải nhấn mạnh ngay chỗ vấn đề cái trung tâm đó cô. Dù gì nữa cô cũng lớn rồi, giáo viên rồi, giờ khoa đầu mầm non hay dạy lớp 3, lớp 12 thì tôi không cần biết, mà tôi nghe nói giáo viên là tôi nói giáo viên thôi. Cô phải tỉnh ngộ lại đi, từ ở Mỹ Tho có gì Gò Công không có xa đâu, chỉ là 15 30 phút là nửa tiếng là tới Gò Công rồi. Rồi mỗi buổi sáng cô xuống cô dạy cho tôi từ bắt đầu chữ A chữ B chữ C cho tôi học khôn được cái chút nữa, đặng tôi đi cái đường đời cho tôi biết cái đường đời rồi cái khôn cái dạy của tôi. Còn bây giờ tôi dốt thì tôi chưa biết cái đường đời rồi, nếu mà tôi dốt thì tôi phải đi vào đó rồi. Tôi nói cho cô biết là nếu thằng dốt quá hoặc cô dốt quá thì đi vào ngay chỗ ông 74 á. Còn cái người có trình độ không bao giờ tới ông 74 đâu cô. Đó. Tôi ở đây thì bắt đầu là cái như là tốn tiền điện thoại tôi chứ không ít lợi gì, mà cái này tôi muốn lên để chia sẻ những cái người mà cái như là cô với cái cô Bình Thuận hai người. Rồi những cái chị em khác đó, nghe cái tiếng nói của tôi phải chỉnh lại đi. Thay vì giờ cái như là cô lên cái mặt của cô nó cũng có phép lịch sự, quá trắng trẻo này kia, nội cao ráo mà giờ cái đầu não cô ở chỗ nào? Cái mặt cô trước mà cái đầu não cô ở làm sao hay là ở trước đó, cô phải nhìn kỹ chỗ đi. Mình ăn trước mình nói làm sao, mình bắt đầu mình coi cái xã hội rồi bắt đầu chị em cùng một cái lứa cái là giáo viên của mình à. Nó thay vì giờ cũng có cô giáo thầy giáo gì đó, rồi mai mốt cô dạy học trò được gì, học trò nghe nói là cái của cô vậy là làm sao mà cái gì nó ở đời được đó. Ví dụ giờ cô ra cô dạy là cho những cái học trò đó là một cái khôn, một cái dạy chỗ phải chỗ quấy này kia nọ là cái đó là đúng. Còn bây giờ cô làm cái chuyện không đúng thì giờ cô dạy coi như hàng trăm hàng ngàn đứa học sinh cho cô không đúng nữa. Rồi đó cô tôi dạy dạy vậy đó mà cô tôi lên kết nối như vậy là cô mắc cỡ không cô? Cô mắc cỡ lắm á, chứ tôi mắc cỡ. Nó tôi tha thiết cô á, nếu mà cô á là ngoáy á, tôi cho cái địa chỉ, tôi cho cái số điện thoại tôi nè. Rồi cô xuống nhà tôi đi. Rồi cô dạy tôi bắt đầu sáng cô xuống cô dạy cho tôi. Cái lương hàng ngày bao nhiêu là tôi trả cho cô. Chứ không phải vậy không, nó tôi học được là cái gì là biết coi báo được rồi, tôi không cần nhiều. Thì chắc có lẽ giờ lớn này học cũng hơi lâu chút rồi, thí dụ giờ 1 tháng không thuộc rồi 2 tháng quay thuộc à cô, bị con cái mình lớn tuổi rồi thành ra nó là chậm vấn đề đó. Tôi tha thiết cô là cô phải bình tĩnh cái não cô lại đi, nếu mà cô có đi nữa là mai mốt cô dẫn gái cô đi theo luôn đó, đặng cho ổng dễ chọn ổng dễ nhìn nữa không, nếu mà thương mẹ bế con đó mà đó, cô phải nghĩ cái chỗ đó. Nếu mà giờ bắt cô ở với ổng rồi giờ cô bỏ con cô mình ra tội nghiệp cho nó, hồi nãy cơm trắng cá tươi cô nuôi cho nó rồi, giờ nó khôn lớn rồi, bây giờ coi như là chưa nó biết đường đời đó, là giờ cô đi là cô lo cái đường đời của cô, và giờ con của cô coi như không lo thành ra tội nghiệp với cháu đó. Cô phải thương đứa con của cháu của cô đi, đi chuyến sau cô nhớ không, dẫn theo con đi, đừng bỏ con ở nhà tội nghiệp cho nó con đó. Tôi nhắn nhủ hai cô đó thôi đó. Bây giờ cô phải nhận định đi, mình là người đàn bà mình phải làm sao vấn đề cái nghe đúng cái người đàn bà. Ví dụ giờ cô á, là có thương cái ông đó đi nữa là cô lên cái mạng là điện thoại rồi nè, nên để cô xin cái số rồi cô nói chuyện với ông đó là cái như là thăm dò ông nói như vậy vậy là sao đó. Cái đó hồi đó anh sống Campuchia anh về Việt Nam rồi nào đó, rồi cái nhà của anh ở đâu mà cái như là lên một cộng đồng mạng là đòi quay phim nhà anh đó, để anh về sắp xếp
Lỗi đó 3 ngày nó mới cho là coi như là người ta đi quay phim đó là hai cái là kia là cô phải nhận đây được. Hai con người thật có thì đều ta nói ngay đó rồi mà ta dẫn về tới nhà ta quay liền là như vậy là người thật. Còn này ông nói ông để về ông sắp xếp nhà cửa kia nọ tụi bay quay ta vẫn cho bay quay nữa. Như vậy là ông dẫn lại cái nhà cái như là 4 tấm 5 tấm là cho mấy thằng quay ra cho mấy cô thấy đó hả? Cái người không thực tế, cái người thực tế mà đang nói chuyện đây giờ cho ta thực tiếp đi, đó là người sự thật. Ở nhà mé sông về lấn đất lấn đai ở mé sông mỗi giờ lớn là nói là đại gia này 30 triệu, 30 triệu làm gì? Ông phải là kể rõ 30 triệu ông làm một cái ngày đó, ông làm cái ngành gì cái nghề gì là mới được 30 triệu đó. Rồi ông nói những người đàn bà đó, giờ ông thương người đàn bà đó nghèo, rồi ông nấu cơm đó là bằng củi rồi có hơi khói phà ra đó là cái cảm mến của ông rồi, ăn cơm với tiêu với quẹt, cơm với tiêu với quẹt thì có là cho ông ăn thịt cá thịt mắm không bao giờ ngán rồi phải không đó. Giờ ông ăn tiêu với quẹt đó. Còn cái bệnh ông là cái bệnh tiểu đường đó, bệnh huyết áp nó cái bụng trăng mang rồi ông biết không, chừng bệnh gan trong người ông nó rồi bắt đầu cái bụng mang đi không nổi, cái môi á là cái như là nó xin lỗi quá lố thừa lửa ra nó bộ râu á là để bộ râu con cũng được đi, vậy đeo cái cặp mắt kiến vô giống sao đen không đó. Ta nhìn vô là ông sao đen chứ mà ông cái người là cái như 30 triệu đâu không đó. Ông đừng nói lên mạng bắt đầu là cái như là để làm cho cái vấn đề cái như là cái nước Việt Nam mình bắt đầu cái đưa lên là toàn là mấy ông là cái như đưa lên vấn đề là cái như phô bày vấn đề có tài sản có của cải không à, chứ không thấy ông nào lên mạng nói hồi giờ tôi nghèo tôi đi tìm một người để bào gia cái dựa với nhau là sống với nhau, không có ông nào nói đó đâu, nói lên là bắt đầu lên trên mạng là nghe tôi là đại gia ông kia đại gia ông nọ đại gia. Ừ, hôm rồi là thấy ba đã ra rồi ông bưởi ông gì đâu nghĩa bán bưởi rồi anh đã đi vải bây giờ tới ông nữa, bây giờ hai ông đó tương bảo qua rồi lặn xuống rồi đó, bây giờ nghĩa ông bây giờ ông dựng cái đó này lên nữa, ông thấy là coi như là đất nước Việt Nam này giờ nó coi như là còn cái tính những cái người đàn ông đó đó, ông cũng người đàn ông tôi nó tại sao mà tôi phải nói chuyện với ông như vậy? Ông phải giữ cái tư cách của người đàn ông cho nó nghiêm chính rồi người đàn bà ta mới thương mến mình, ví dụ giờ như nghèo mình nói mình nghèo đi để chi lên sau đó mình cái như không khác nào mình đem cái hàng của ông đi lên đặng mà cái chân dọn bán đó hả, quảng cáo đó hả, cái đó là quảng cáo chứ đâu phải là ông nói là đại gia đâu đó. Cũng như tôi ở nhà là có ai biết tôi là cái vấn đề là cái như đại gia không, nó thí dụ giờ như người nào thương tôi thì là biết sao chỉ là bắt đầu ra hỏi ở anh ở đâu anh làm gì, cứ trời đất cơ tới ngày tôi bằng mướn mà tôi bán vé số mà con tôi 2 3 đứa nhà ở riêng ở tên này kia nói ta mới tìm hiểu được cái đó nó rồi ta từ từ đó đầu là ta mới mò tới bắt đầu ta mới thương mình, đâu phải là cái như lên đó người ta thương mình đâu, không khác nào cái như ông đem cái mặt của ông chán trường lên xã hội ông quảng cáo đó. Tôi nói thiệt là cái gì cũng bức xúc là tôi nói thôi chứ tôi nói là cũng tốn tiền điện thoại tôi vô ích lắm nó, mà tôi muốn nói lên cho cộng đồng mạng để cho mấy chú là cái như là chia sẻ để đưa lên cái mạng này đó là cho mấy cái người mà chị em phụ nữ mà đó giờ chưa có tới gặp mặt ông đó người ta dừng lại, ta muốn đi bước nữa người ta dừng lại giống như tôi nè, bây giờ tôi muốn lên là cái như là kết nối à, nó mà tôi dám lên không, cái mặt tôi dám lên không, tôi đâu dám lên đâu, ví dụ tôi còn cháu nội cháu ngoại hay còn xuôi còn ra nữa rồi lên nó mai mốt bắt đầu là con cháu tôi nó ơi hổm tao thấy ông nội là như vậy đó mày, nó mắc cỡ luôn rồi bắt đầu con cháu tôi ra ngoài học hay hoặc là ra đó làm cái ngành nào công ty nào đó, đó. Rồi nó nói vậy con cháu tôi mắc cỡ luôn đó, nam hay nữ cũng vậy, mình phải giữ uy tín con người mình giấu mặt đi, đừng có đem ra là cái như vạch áo cho che lưng là cái như là vạch cho mặt ra là bự mà ốm to rồi nó trình trình lên là cái mạng nó là bây giờ 4.0 rồi mấy cô biết đi, hay lật cái máy ra rồi dòm thấy mặt mấy cô, lật cái máy ra là thấy cái mặt của mấy ông đó. Nó còn hồi bây giờ hồi trước thì chưa có 4.0 thì giờ mình nói chuyện điện thoại không ai biết mình đó, ví dụ giờ tôi nói với cái chú này là tôi chú này biết thôi, bây giờ vấn đề là chưa có ai biết là cái là tôi hết á, mà chú này đưa lên trên mạng á là mới biết biết cái tiếng nói tôi thôi chứ còn chưa biết mặt tôi nữa, bởi vì tôi đâu có ghi hình đâu biết mặt tôi, mà tôi nói ra là tôi không có sợ, nếu con người tôi nhận định là tôi theo dõi là từng đoạn từ đoạn đoạn là tôi mới ra những cái đầu óc tôi ra tôi mới là nói ra chứ không mắc mớ gì, tôi nói ra tôi ăn cơm nhà 2 bữa
nó sáng tôi ăn cơm, chiều tôi ăn cơm, tối tôi ngủ nó, rồi sáng xách xe đi uống cà phê, nó trưa về ở nhà bắt đầu là buồn thì lập cái truyền hình ra coi phim nó giải trí vậy là thôi, chứ không ít lòng ai đâu. Con tôi là ví dụ giờ lớn mà tôi mà người ra tiền, rồi con tôi đứa này là cho 5 xu, đứa kia cho 5 cắc, tôi bỏ túi tôi ra có tiền tôi đổ xăng, rồi có tiền tôi uống cà phê, nói kết lưu với tình bạn bè. Ví dụ giờ mình là tự nhiên không kết lưu, là tự nhiên là đàn bà được kết lưu đàn ông nó, mình giao hữu nhau trong cái tuổi già mình còn lại ngày nào hay ngày ấy thôi. Giờ chết rồi có đem theo ông vợ bằng ba một một ngày 30 triệu, rồi ông chết ông có mang theo 30 triệu đâu ông. À, tôi kêu ông bằng ông đó chứ không phải là tôi tin ông lên tới bằng ông đó, không lẽ giờ tôi kêu ông nội tôi chứ vẫn thiệt, tôi muốn kêu cỡ đó luôn đó. Đó, con người ông phải là cái như là có đầu não ông, mà ông sống Campuchia ông về đây cỡ như bao nhiêu năm đó, ông quýnh vợ ông lên bờ té bụi rồi kêu nọ, là có ông có kể ra đó không, ông đâu có kể vấn đề cái là cái đời tư của ông, là cái ông hành động là gia đình của ông đâu có kể đâu. Ông lên ông nói là cái của ông là tốt thôi, ông lo cái chuyện của ấy, thì thay vì 30 triệu đó giờ ông giúp cho những cái người nghèo cô đơn ở xóm của ông đó, cũng có người nghèo chứ đâu, người giàu cũng có, người nghèo cũng có, mà ông có người nào nghèo đó người ta bán vé số hoặc là coi như là bò lết ra bệnh hoạn rồi đó, mà ngày 30 triệu ông xuất ra 5 triệu đi, ông còn lại 25 triệu, như vậy là coi như có cái tiếng không đó. Ông làm vậy là có tiếng rồi, bắt đầu là trên báo chí ta đăng lên rồi kia nói ừ ông này bằng 20 triệu đó, ổng cũng đi từ thiện chỗ này chỗ kia chỗ nọ, hoặc ông đi chùa đi miếu này kia nọ, rồi cái tiếng tâm ông phải lừng lẫy không đó. Ông học cái tiếng con Phương Nhâm không, nó con Phương Nhâm bây giờ nó chết 10 năm sau 100 năm sau cũng còn cái tiếng con Phương Nhâm đó đó, ông phải học cái chỗ đó đi. Còn mấy người phụ nữ cũng vậy đó, phải coi cái mạng con Phương Nhâm mà cái gì bệnh COVID-19 á, cái tiếng tâm của người ta như ta không có con mà ta nuôi 20 mấy đứa con đó, cái tiếng đời của người ta nó ở như vậy đó, chết để gia người ta chết tiếng là ông đó. Đó, thôi bây giờ chú chỉ cũng hết tiền rồi, thành ra chú nói bao nhiêu cái giờ cháu đưa lên cái clip này gửi qua cho cô bác này kia nọ, là phát ra để cho cô bác nhận định cái tiếng nói của chú cũng như là chú chia sẻ thôi cháu. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú chia sẻ ạ. À, tao giờ tao ở Gò Công này chứ không ở đâu đó, bây giờ coi như là tao nói nãy giờ vậy đó, thí dụ bây giờ đặt trường hợp đi, nói cái cô nào á đặt bây giờ hoàn cảnh ông chồng muốn kết nghĩa yêu thương đó, là cái yêu thương ở chỗ nào, nó yêu thương vấn đề cái như là kết nối điện thoại nè, để trao đổi nè, bắt đầu cái như là cái gì đó cái nó yên đẹp không giữa hai người, thí dụ giờ phải tình đó là thương với ở với nhau, còn phải thì thôi đó, cũng ai đâu biết đâu, hoài là Dạ. chưa ai biết đó. Đó, mình phải đi vào cái chỗ mà giấu lưng giấu mặt mình đi đó, còn đó là mình nó yêu thương, còn này lên mà để đăng ký lên cái mặt đó là không khác nào, tôi nói xin lỗi mấy cô đừng buồn tôi nha, mấy cô vì tiền chứ không phải vì tình, nếu vì tình đó là mấy cô phải im đẹp cái vấn đề trao đổi điện thoại nè, như vậy là mới là tình chứ đâu phải là ấy đâu. Còn cái này đó là thuộc về mấy cô lên đó, tự nhiên nghe nói ông này vậy bắt đầu nhảy lên như ông bãi bãi không rồi đó, tôi hỏi mấy cô mắc cỡ luôn, mấy cô mà tôi nói là không biết cái cô nào mà tôi nói vấn đề mấy cô mà lên trên cái màn hình mà để ngồi xếp hàng cho ông bãi lựa đó, là mấy cô nào có đó thì mấy cô nhận định đi, còn cái chị em khác thì tôi không có nói nha, tôi xin lỗi không phải tôi vô đủ con nắm. Ổng Dạ. cứ lên chi mà bắt đầu cái xếp hàng đó để ổng nói là cái như để ổng lựa ổng chọn, rồi ổng điện về con ổng nói giờ cái trăm bà tao không biết chọn bà nào đó, như vậy là cái như ổng chọn một bà còn nói là cái như là còn một 99 bà đó, như vậy là mấy 99 bà là về ra về mắc cỡ luôn mấy chị. Trời ơi, gặp tôi dắt ra ngoài kia tôi tự giận tôi chết mẹ đó rồi, chứ đã lên mình gặp ổng mà giờ ổng chọn mình thì sao, nói vậy là cái hàng mình thúi rồi, cái hàng mà không có giá trị rồi, mình đi về tôi chết mẹ đi để chi, rồi nhất hạng là cái bà Hồng đó, bà Hồng Bình Thuận đó, thì thôi ông bãi vừa rồi như vậy là sùm bát ngã đó, trên tội rồi mình biết thì vậy thôi, mình dừng lại đây thôi, dọn nhà đi để chi nghe ông này giờ bắt đầu là từ Bình Thuận trở về cái là cái Cà Mau rạch giá rồi ông chiên gì mà Bạc Liêu, và mai mốt cái ông này ông ra ngoài Hà Nội bận ra tới Hà Nội nữa, tại con người nó có cái đầu não cho đó rồi đó, không biết suy nghĩ chỗ đó. Ông này mai mốt mà ông qua bên Campuchia trở lại lần thứ hai, bà cũng đi qua bà nữa, mà bà đi tôi nhớ tôi nói với cô ra, cô đi cô dẫn gái cô đi theo nha, để bỏ nó nhà tội nghiệp ở dưới Việt Nam, rồi có nhiều khi
là cái người ta không không có nuôi là coi như là con của cô được đó. Đó, tôi dẫn ông cho lên ông đó nuôi con của cô luôn. Chứ còn bỏ lại bắt đầu Việt Nam không ai nuôi con của cô đâu. Nó tội nghiệp cho cháu nó. Ví dụ giờ chú nói với cháu như vậy đó, chú là không phải là cái người gì bức rứt. Đó, người đàn ông với người đàn ông mà lên cái đó chú bức rứt rồi chú chia sẻ với cháu thôi, chia sẻ mọi đồng thôi. Ví dụ giờ như là chú nói là người nào thương chú đi. Đó. Vợ chú nay chết 9 năm nè. À, chú ở vậy tới giờ luôn, từ đó giờ coi như là chưa biết cái cộng đồng mạng này mà vấn đề đó, mà từ cái ngày mà coi như là anh Bảy mà xuất hiện lên cơn bão đó là biết biết này tới giờ cháu thấy đó giờ có khi nào mà lên rùm trời cái đó không đó. Rồi cái thứ hai nữa tôi nhắn lại cho như là các anh em chia sẻ, mấy anh em kết nối đó, mình tìm hiểu cái lời ăn tiếng nói cái ông xài bà hỏi đó như thế nào thế nào, bắt đầu cái như mình thăm dò ra mình đó là hỏi từ mấy cháu thì cũng có trình độ rồi, mấy cháu là cái như tìm hiểu cái lời nói đó ra như vậy là cái ông xài rồi ông nói sao, bà ổi thì nói sao, mình thấy như vậy là mình mới cho cái số điện thoại đó đặng cho hai người là họp mặt và nói chuyện với nhau trao đổi với nhau thôi, là mấy cháu cũng đâu có mất lòng đâu, nó tự hai người tìm hiểu thì mấy cháu đâu mất lòng đâu, để chi bắt đầu mấy cháu không tìm hiểu được, bắt đầu đưa lên cái xã hội đó, bắt đầu nó đưa lên mặt trắng trường đó rồi bắt đầu cái người biết đó, thì nói gì người biết vui chung hơn áo là coi như là cho các kinh của các cháu, cái kinh nó thì nói về các kinh nó khác, nó sang qua nó nói lại đấm qua đấm lại nó tố cho các cháu không à, rồi những người ta biết nó nói gì ta nhận xét thì còn mấy người ta không biết rồi bắt đầu là cái gì ta nói ơi quá trời bây giờ cái kinh này, kia nọ YouTube rồi đôi tùm lum tá lả rồi bắt đầu là kiểu như là hùng đất hùng câu vậy thôi. Dạ Nam xin chào tất cả ông bà cô chú anh chị đang theo dõi kênh Lan Ra Kiên Giang. Thì bên Nam là có bán nước cốt nhào mật ong gừng nguyên chất gừng sơn la. Nước cốt nhào thì đặc trị đau nhức quai gáy, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, đau cột sống. Thì ông bà cô chú nào anh chị nào muốn mua nước cốt nhào và mật ong gừng thì hãy giống như là Nam để trên màn hình, thì ông bà cô chú anh chị hãy liên hệ về số điện thoại của Nam để bên dưới để mà Nam sẽ giao hàng tận nơi, cũng như là ship hoàn toàn miễn phí toàn quốc nha cả nhà.